Lazada siêu giảm giá màn hình Meizu của Smart News ngày 12 và 13 tháng 7. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên tay mình bây giờ đang là chiếc điện thoại Xiaomi Mi CC9. Và mình đã sử dụng cái chiếc điện thoại này trong khoảng gần 2 ngày rồi. Và mình nghĩ là trong khoảng gần 2 ngày là một khoảng thời gian khá là đủ để cho mình có thể đưa ra cái bài đánh giá tương đối chi tiết về cái sản phẩm này trong suốt cái khoảng thời gian mà mình sử dụng nó nhé. Đầu tiên là về cái Mi CC9 này, nó ra mắt để nhằm mục đích gì, cũng như là cái phân khúc giá của nó nằm ở trong khoảng nào thì mình cũng sẽ nói luôn. Đấy là Mi CC9 là cái sự hợp tác giữa Meitu và Xiaomi để sản xuất ra sản phẩm này. Đấy, cái sản phẩm này thì nó hướng tới đối tượng người thích chụp ảnh selfie. Đấy, theo cái phong cách của Meitu, bởi vì là Meitu họ hướng rất nhiều vào những cái sản phẩm mà có một cái camera selfie tốt, cũng như là ở Trung Quốc ấy, thì Meitu hướng tới cái nền tảng livestream rất nhiều dành cho giới trẻ của Trung Quốc. Đấy, còn về cái sản phẩm Mi CC9 này thì là nó sẽ nằm giữa Redmi Note 7 Pro và Mi 9 SE cả về tầm giá cũng như là lát nữa thôi. Mình sẽ review cho các bạn tại sao nó lại nằm giữa cái khoảng đó. Nhưng nó lại bao gồm rất nhiều những yếu tố cao cấp mà trong suốt quá trình mình sử dụng sản phẩm này mình có được những cái trải nghiệm đó. Đấy. Về mặt thiết kế thì cái cảm giác đầu tiên khi mình cầm cái giỏ này trên tay đó là mình khá là bất ngờ. Có hai cái điểm khiến cho mình bất ngờ. Thứ nhất đó là về cái trọng lượng của giỏ này. Nó chỉ có trọng lượng là 179g. Nếu mà so sánh sang với cả các cái sản phẩm mà có viên pin là 4000mAh khác thì với một cái trọng lượng 179g là mình cảm thấy là một trọng lượng ở mức độ vừa phải. Đấy. Trước kia thì mình có cầm cái sản phẩm OnePlus 7 Pro lên rồi, nó cũng là pin 4000 nhưng mà trọng lượng của nó rất là lớn, nó lên tới khoảng hơn 2 lạng cơ. Đấy, còn ngày xưa thì mình sử dụng cái Galaxy Note 9 cũng vậy. Galaxy Note 9 của mình cũng có một cái trọng lượng rất lớn, nó rơi khoảng 190g cho tới 2 lạng. Thế nên là khi mình cầm vào cái sản phẩm này, mình cảm thấy nó rất là ổn luôn về mặt trọng lượng. Đó là còn chưa kể là cái cảm giác cầm nắm ở trên cái Mi CC9 này thì nó khá là giống với cả Xiaomi Mi 9. Đấy, nhưng mà Mi 9 thì cũng với cảm giác cầm nắm đó, nhưng mà chúng ta chỉ được viên pin là 3.300 thôi. Sản phẩm này thì có viên pin là 4.000. Đấy. Cái điểm mình ấn tượng thứ hai nữa đó chính là cái phần khung viền này của máy này. Khung viền này của máy là khung viền kim loại, nhưng mà nó được mạ bóng lên đây làm mình liên tưởng luôn đến những cái sản phẩm iPhone kiểu như là iPhone 10, iPhone 10S, iPhone 10S Max, và nó cho mình một cái cảm giác tương đối cao cấp trên một cái sản phẩm cái tầm giá chỉ trên 6 triệu đồng mà thôi. Đấy. Nhưng mà mình cũng nói luôn, đấy là cái khung viền này là không phải là khung viền thép giống như là iPhone 10S Max đâu nhá. Nó chỉ là khung viền nhôm mà thôi và nó mạ bóng lên đây. Đấy, chứ không phải là khung viền thép đâu. Đấy, cái đấy là cái mà mình cũng phải nói ra cho các bạn. Còn về cái phần mặt lưng nữa này, cũng là một cái điểm khiến cho mình cảm thấy ấn tượng. Đấy, cái cảm giác cầm nắm ở phía mặt lưng này thì nó không khiến cho mình có một cái hiện tượng bị trơn tay. Mình cầm và rất là thoải mái luôn. Và đặc biệt nữa, nếu mà bạn đeo thêm một ốp lưng đi kèm sẵn theo máy thì bạn sẽ cảm thấy yên tâm hơn trong cái quá trình mà sử dụng. Đấy, còn cái mặt lưng này thì nó có một cái màu sắc không phải là trắng hẳn đâu mà nó theo kiểu là trắng ngọc trai ấy. Và nó cũng có những cái hiệu ứng giống như kiểu là khảm trai nhìn rất là đẹp. Và khi người ta nghiêng ra ánh sáng như này này, đấy thì nó sẽ có những cái hiệu ứng bảy sắc cầu vồng đi kèm theo cả cái màu trắng này nữa. Đấy, nó sẽ khiến cho chúng ta nhìn cái sản phẩm nó trở nên bắt mắt hơn. Thêm nữa đó là cái mặt lưng ở phía sau này, chính vì nó là màu trắng nên là nó sẽ để lại ít mồ hôi và dấu vân tay hơn. Đấy, bình thường những cái sản phẩm mà mặt lưng màu đen hay là màu xanh tím than ấy thì nó để lại mồ hôi dấu vân tay rất nhiều, nhưng mà với sản phẩm màu trắng này thì nó sẽ ít để lại hơn. Và trong suốt cái quá trình mà mình sử dụng cái sản phẩm này trong vòng 2 ngày thì mình chia sẻ luôn, đấy là mình không đeo ốp lưng, cũng như là cái màn hình này thì nó không có sẵn dán màn hình. Tuy nhiên rất bất ngờ khi mà nó không xảy ra bất kỳ một hiện tượng xước sát nào cả. Trước kia mình sử dụng cái con Redmi K20 thì nó xảy ra hiện tượng xước sát rất là nhiều. Đấy, và mình cũng nói luôn trong video, có gì đâu chúng ta phải nói thẳng nói thật với nhau. Và sản phẩm đó là mình bị bắt đền đấy. Đấy, còn sản phẩm này thì rất may cũng không sử dụng. Mình thử xem cho là nếu bị bắt đền thì sẽ bắt đền bao nhiêu, nhưng mà chưa thấy bị xước. Nhưng thôi, qua cái lần này chắc là mình cũng sẽ phải đeo thêm dán màn hình. Và rồi tiện thể nói về phần màn hình của sản phẩm này thì có hai thứ mà mình cần nói đến. Thứ nhất đó là sản phẩm này có màn hình Super AMOLED thì nó sẽ khiến cho cái màu đen nó rất sâu. Và cái thứ hai nữa đó là cái tấm nền màn hình của cái sản phẩm này cũng như là cái kích thước của nó và cũng là màn hình giọt nước thì nó bê nguyên từ Xiaomi Mi 9 ra. Đấy, nghĩa là những bạn nào mà bây giờ đang sử dụng Mi 9 như thế nào thì màn hình này giống hệt. Đấy, và màn hình này nó cho một cái chất lượng thậm chí là còn tốt hơn cả Redmi K20 và K20 Pro. Đấy, các bạn thấy không? Với một sản phẩm giá rẻ như thế mà cái tấm nền màn hình lại tốt như vậy. Và chính vì việc nó được trang bị màn hình Super AMOLED nên là đầu tiên là nó sẽ có một cái màn hình hiển thị lên, nó giống kiểu always on display ấy. Nó sẽ hiển thị lên về thời gian này, chỉ báo về pin,
cũng như là hiển thị các thông báo tin nhắn đây, rất là giống với cả các thiết bị của Samsung. Và cái thứ hai nữa là nó sẽ có cảm biến vân tay, một chạm ở bên trong màn hình như này, và cái cảm biến vân tay của nó cũng rất nhạy luôn. Cảm biến tay một chạm rất nhạy, nó là cái cảm biến vân tay một chạm thế hệ thứ 7 của Xiaomi đấy, và nó cho một cái tốc độ phản hồi lại rất là nhanh, giống như là những flagship của Xiaomi bây giờ. Rồi màn hình thì mình cũng nói đấy, màn hình của Mi 9 như thế nào thì màn hình của nó giống hệt như vậy đấy. Còn nếu mà so sánh sang với cả màn hình của những sản phẩm cao cấp kiểu như S10, S10 Plus thì không thể so sánh được đâu đấy. Còn về hiệu năng thì sao? Đây, hiệu năng thì lại là một cái điểm mà mình nghĩ là nó vừa miếng đối với sản phẩm này. Đấy, sản phẩm này thì sở hữu con chip Snapdragon 710 là một cái con chip mình nghĩ là vừa đủ. RAM đi kèm theo máy tối thiểu đã là 6GB RAM rồi, và bộ nhớ trong là 64GB, cũng rất là thoải mái cho chúng ta sử dụng. Đấy, nó không có phiên bản RAM 4GB đâu. Và điểm số AnTuTu cho ra ở trên sản phẩm này nó sẽ rơi vào khoảng 173.000 điểm. Điểm CPU rơi vào khoảng 70.000 và điểm GPU rơi vào khoảng 48.000 điểm. Đấy, và tất cả những thông số này thì nó sẽ cho chúng ta những cái trải nghiệm chơi game tương đối mượt mà. Tất nhiên là với những tựa game từ nặng trở xuống thôi, chứ còn những tựa game kiểu như là siêu nặng, kiểu như PUBG các thứ ấy, thì nó vẫn không thể chơi mượt mà được. Đấy, đấy, cái này mình phải chia sẻ thật với các bạn. Ở cái sản phẩm này thì nó có cái chế độ Game Speed Booster 2.0, rất là giống như là trên các cái thiết bị kiểu như là Redmi K20 và K20 Pro, thì nó sẽ giúp cho cái sản phẩm này nó tối ưu hóa được cái phần tốc độ khi mà load game, cũng như là cái khả năng chơi game nó sẽ tốt hơn. Thế tuy nhiên có một cái vấn đề, đó là nó sẽ khiến cho cái sản phẩm này nó nhanh bị đầy RAM hơn. Nghĩa là sao? Nghĩa là với RAM là 6GB, các bạn chỉ việc bật khoảng 4-5 game nặng lên thôi là nó đã phải load lại rồi. Đấy, tuy nhiên là khi các bạn bật cái game booster này lên ấy, thì nó sẽ hiển thị lên đây là cái tốc độ của CPU như nào, GPU hoạt động ra sao, pin còn bao nhiêu, và nó sẽ cho các bạn một cái không gian trò chơi ở trong này rất là hay luôn, giống kiểu Sack Space của các thiết bị Black Shark ấy. Đó, và chúng ta sử dụng cái game booster này thì nó sẽ giúp cho cái hiệu năng của sản phẩm này nó sẽ được cải thiện hơn. Về phần mềm thì tất nhiên rồi, với một cái sản phẩm mới như này thì nó sẽ chạy Android 9 cũng như là chạy MIUI 10 rồi. Nhưng mà cái điều mà mình muốn nói ở đây là gì? Đấy là nó có giao diện đắt mốt rất giống như là trên iOS 13 cũng như là ở trên một số các sản phẩm Xiaomi Black Shark. Khi mà chúng ta sử dụng cái giao diện đắt mốt này thì nó sẽ giúp cho cái máy của chúng ta nó sẽ tiết kiệm pin hơn, bởi vì các bạn biết là sản phẩm này sử dụng màn hình AMOLED, màn hình sẽ là cái đốt pin nhiều nhất ở trên một chiếc điện thoại. Vậy nên là sử dụng cái giao diện dark mode này nó sẽ khiến cho cái quá trình sử dụng pin của mình trở nên lâu dài hơn rất là nhiều. Và mình cũng khuyên các bạn là nên sử dụng cái giao diện dark mode này để cho nó tiết kiệm pin hơn. Và mình sử dụng trong 2 ngày thì có một ngày mình sạc đầy pin. Đấy, mình sử dụng đến tận ngày hôm nay. Đấy, qua hơn một ngày rồi và bây giờ nó vẫn còn là 23% pin. Và mình thấy là cái pin sử dụng ở trên sản phẩm này là một viên pin đủ dùng cho mình. Đấy, nếu không muốn nói là thừa thãi đối với cả bản thân mình. Đấy, và mình cũng nói luôn đấy là nó cũng sẽ bao gồm sạc nhanh luôn, và sạc nhanh đi kèm theo sản phẩm này là sạc nhanh 18W có sẵn ở bên trong hộp. Đó, thế còn về camera thì sao? Đây, camera thì mình sẽ show ra cho các bạn xem. Chắc là camera về giao diện cũng như là về các cái độ phơi sáng các thứ thì rất giống với cả các thiết bị của Xiaomi, không có điểm gì khác cả. Đấy, và mình nói luôn đấy là camera này nó đẹp hơn là camera của Redmi Note 7 Pro, nhưng nó sẽ không đẹp bằng camera của Mi 9 SE. Nghĩa là camera của nó cũng nằm giữa Redmi Note 7 Pro và Mi 9 SE, nhưng có một cái điểm mà mình rất thích ở trên cái camera này, đó chính là cái camera trước của nó thì lại là camera tốt nhất từ trước đến nay mà mình từng sử dụng trong các thiết bị Xiaomi. Thực sự là với cái việc kết hợp với cả Meitu thì cái camera trước của sản phẩm này nó rất ngon luôn. Đấy. Ví dụ như là ở trong cái chế độ chụp ảnh xóa phông với camera trước này của mình này, nó xóa phông ở phía sau rất mịn luôn. Đấy, mặc dù là ở phía sau của mình cũng có những bối cảnh nó khác nhau. Đấy, và nó vẫn giữ lại được từng cái cọng râu của mình, từng cọng râu vẫn giữ lại được luôn. Bởi vì là với cái AI của Meitu thì nó nhận diện được là đâu là râu của bạn, đâu là tóc của bạn, để nó không làm bệt đi những chi tiết đó. Đấy, để cho nó vẫn có thể rõ được những chi tiết như kiểu là râu hay tóc, nhưng mà những cái phần còn lại thì nó có thể là làm mịn hơn, ví dụ như mặt chẳng hạn. Và thậm chí là nó thấy là mặt ông Dương Dê thì xấu quá, nó to quá, nó còn hơi bóp mặt lại cho mình một chút khi mà mình sử dụng cái tính năng AI lên. Và đây là điểm mà mình rất thích. Còn lại thì về cái camera chính thì thực ra là cũng không có quá nhiều điểm để nói. Nó sẽ có một cái camera 48 megapixel, có một cái độ chi tiết rất là cao. Và chúng ta cũng sẽ có camera góc rộng nữa và một camera hỗ trợ cho việc chụp ảnh chiều sâu. Còn cái camera tele của nó thì bản chất là nó sử dụng cái camera 48 megapixel kia để mà upscale lên thôi, nghĩa là nó sẽ crop lại cho các bạn. Đấy, đấy là trong cái quá trình mình sử dụng camera. Camera thì thực ra cũng không có quá nhiều điều để nói, nhưng mà cái chất lượng của nó thì camera sau được nằm giữa
Redmi Note 7 Pro và Mi 9 Lite còn camera trước thì đẹp hơn những sản phẩm đó. Trong cái quá trình mà mình sử dụng sản phẩm này thì có thêm một cái điểm nữa mà mình thích, đó là nó vẫn giữ được cái giắc cắm tai nghe 3.5mm này. Điều này rất quan trọng đối với mình vì mình có một số những tai nghe đắt tiền ở nhà, nhưng mà tai nghe đó không phải là tai nghe Bluetooth mà là tai nghe có giắc cắm tai nghe. Đấy, nên là mình cảm thấy rất là thích. Thêm nữa là nó còn có cả cổng hồng ngoại để cho mình có thể điều khiển được điều hòa về TV. Nhà mình thì có con nhỏ nên là thành ra mỗi lần mà con mình nó xem TV quá nhiều ấy, mình sẽ thường sử dụng cái điện thoại này để tắt luôn TV đi. Chứ nếu mà mình sử dụng cái điều khiển để tắt TV đi, nó mà nhìn thấy thì nó kêu lên chết. Đấy, đấy chính là những cái điểm mà mình cảm thấy là tương đối thực dụng trong cái quá trình sử dụng sản phẩm này. Nói chung đối với bản thân mình thì mình cảm thấy là đây là một sản phẩm rất là thực dụng. Nếu bây giờ chúng ta hỏi là nên lựa chọn Mi 9 SE hay là sản phẩm này, thì đầu tiên là sản phẩm này nó có mức giá rẻ hơn Mi 9 SE. Với cái thứ hai nữa là nó chỉ thua kém cái camera một tí ti. Đấy, còn lại thì pin của nó hơn, còn chip của nó thì cũng thua kém một tí ti thôi, thua kém khoảng 10% thôi. Đấy, nên là nếu mà cá nhân mình thì mình nghĩ là cái sản phẩm này có những cái điểm nó cao cấp hơn, ví dụ như là cái chất liệu, cái thiết kế cũng như là cái màn hình của nó. Bên nguyên từ Mi 9 sang thì nó là hơn Mi 9 Lite đấy. Đấy. Còn so với Redmi Note 7 Pro thì gần như là hơn tất rồi. Thiết kế hơn, màn hình hơn, hiệu năng hơn, camera cũng hơn, thời lượng pin thì bằng, nói chung là chỉ có mỗi cái pin là bằng thôi, còn lại hơn tất. Thì các bạn cũng có thể đưa ra để so sánh. Đó. Còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về Xiaomi Mi CC9? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Và theo các bạn thì với mức giá là khoảng hơn 6 triệu đồng tại di động thông minh thì liệu cái sản phẩm này có đáng mua hay không? Các bạn cũng có thể để lại comment để cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.